Hả? Tôi đang mạng phố hả? Bạn đang đâu? Làm gì đấy? Bóc hồn mình quá. Ủa gì vậy? Tôi đang đi chơi, đang đi dạo phố, các thứ trái phố rồi. Nãy ngầu lắm bạn, tôi thấy gay xin boy này chạy xe nẹt bô nữa. Nãy hả? Nãy tôi đang đi chơi với bạn thôi. Tôi ăn, bạn ăn không? Tôi làm mình bối rối. Đúng rồi, tôi dễ mà. Nhẹ nhẹ thôi. Không, nãy tôi bị cứng cái họng á. Tại chúa bạn cho tụi tao á. Nó cứng cái mẹ. Ủa bạn. Đợi đó nha, bạn đợi tôi đó nha. Đợi tôi đó nha. Xem nhét nhét nhờ dồ phải phải chứ nhét gì cả trái vậy. Tôi nhét gì cả trái vậy? Biết ác lắm không? Cái họng vậy sao vừa? Em hay chuối bạn không? Em thích không? Không. Chứ em thích chuối như nào? Thích gì? Em thích. Ví dụ chuối như vậy thì em thích không? Không, không thích chuối. Nhưng mà đủ không? Không. Vậy mà chuối mà chuối này đủ không? Đủ dài không? Bự quá à, không thích là thích cỡ này. Này chuối Nhật Bản mà. Chuối Việt Nam không thích luôn. Chuối Việt Nam cỡ. Chuối Việt Nam cỡ nhiều. Không, không thích ăn chuối, không biết. Không thích ăn chuối à? Em thích ăn chuối không? Không thích ăn chuối à? Mà thấy chuối bự không? Cũng được đúng không? Cũng tạm ổn không? Chuối cũng tạm ổn không? Thì tôi đang ở ngoài phố nè. Chị em mở cho em phát. Mở cho em. Tôi đang ra phố chơi bạn ơi. Bạn chơi không? Tôi bạn ra chơi chung rồi. Cái gì? Ôi căng thẳng thế à. Doraemon có bầu hả? À? Sao có được cha? Khủng quá à. Doraemon sao có bầu được? Cay lắm, cay lắm. Chấm. Chấm. Tôi mới bị nhét nên là hơi cứng miệng chứ. Chuối bự quá nên tôi cứng miệng. Chuối ngon bạn. Chuối bạn cho luôn ngon quá. Chuối Mỹ hả? Nó bự quá mày ơi, tôi nhét giờ. Nhét giờ bạn ơi. Tôi nhét giờ rồi. Đợi đúng không? Tôi qua với bạn. Em thấy chưa bự không? Bự hả? Đủ không? Đủ cho em ăn không? Không. Không hả? Như vậy mà không đủ á? Phải dài cỡ này luôn hả? Ủa rồi. Còn nhưng mà theo em thì như vậy đủ không? Ví dụ như đây thì sao? Hơi bé. Hơi bé à? Ăn không ngon à? Này xíu. Thì ngon không? Này. 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 Như này, từ đây. To quá. To quá gì như đây thôi đủ rồi. Như đây hả? Như đây khoảng bao nhiêu xăng? 8 xăng hả? Ừ. Như đây phải mấy bao nhiêu xăng? 25 xăng. Đó giờ em ăn được quả chuối bao nhiêu xăng là to nhất? 25 xăng. Đó giờ em ăn quả chuối 25 xăng hả? Vậy 25 xăng của em cỡ nào? Từ đây tới... Gấp đôi luôn. Là từ đây tới Đà Lạt hả? Ừ, từ đây tới Đà Lạt. Gà ơi. Bốc hồ mình phải. Ủa là sao vậy? Ờ.
Thì bạn đang đâu rồi bạn gái trời? Ừ. Trời dễ mà mày ơi, khùng quá. Con. Thì chuyện đó hả? Chuyện đó đơn giản mà. Ủa, mày bắt đầu chuyện yêu mày rồi đấy. Cái chuyện đó bữa tao biết rồi, xảy ra rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà cái con kia tán kia vậy. Thôi chuyện đó cũng căng á, nói chung cũng được. Bữa tôi thấy Doraemon nè. Mà đợi xíu nha, tao nói chuyện này cá. Bạn nói gì vậy bạn? Thảo thật đấy. Gì vậy? Ủa? Chúa đâu rồi? Chúa bạn đưa mình mà. Ê, chúa này nó bự lắm nha, tôi ăn được có 2 khúc à. Không, nãy giờ tôi đút cho ông anh á. Trời ơi, quỷ à, trời ơi, gì mẹ. Ông anh cứ miếng to, miếng này. Tôi ăn có rồi, có chút xíu rồi mẹ, tôi ăn tôi không biết. Tôi không, tôi không ăn, tôi đút cho ông anh đó, tôi kêu ông anh. Mà hai chúa này bự không? Bự là đã không? Thích không? Thích chúa như này không? Không. Như này? Là thích chúa như này à? Là mới ngon mới đã à? Nãy giờ ăn đúng rồi à? Nãy giờ có ăn không? Không. Mày có ăn không? Không. Chắc không? Dạ. Hai bạn chắc là hai bạn không ăn đúng không? Dạ. Chắc ba hả? Để đi đâu có ăn. Thấy camera không? Nè tôi chắc ba nè. Xả rác bừa bãi hả? Camera đang đứng đây xả rác bừa bãi đúng không? Dẫn người yêu vậy hả? Cầm họ anh với. Ờ bóng vào họ anh ta anh hơi dơ xíu. Ở bữa tôi mới gặp Messi nè, tôi với Messi mới đá banh bữa. Tôi rủ Hiếu thứ hai ra chơi nữa mà Hiếu thứ hai bận. Tôi đang ở đâu? Tôi qua bên gặp Doraemon á. Xong cái rồi không có Doraemon cho tôi mượn cánh cửa ông kỳ vậy. Ờ mày đã. Nó làm được bối rối. Ờ em ơi em lột cái bao. Ê em lột cái vỏ lên xuống. Ờ tôi đang được bạn gái đúng đúng cho anh bạn ơi. Sao vậy không hiểu luôn á. Ờ ừ bự quá nãy tôi xem ngạn bạn tôi bự quá. Ờ chúa bạn cho bự quá à. Doraemon đi sửa chữa hả? Ăn chuối nhiều nó bị gì vậy? Rồi hả? Ăn chuối nhiều bị ngon hả? Em thấy gọi chuối này bự không? Đủ không? Chuối này bự đủ ngon không? Đủ ngon hả? Đủ. Ngon như nào em? Ngon như cái chuối vậy nè. Dài đúng không? Vừa dài vừa bự đúng không? Ừ. Em thích không? Cũng có. Cũng có hả? Em thích vừa dài vừa bự hả? Ví dụ nhỏ như này sao? Biết nữa. Nhưng mà nó ngon được rồi. Như vậy nó... Nhưng mà nó ngon được rồi. Nhưng mà như này nó có ngon không? Ngon nhưng mà miễn sao mà ăn ngon được rồi. Nhưng mà nó như này thì sao? Nhỏ nhưng mà nó chất lượng thì sao? Là nhỏ nhưng chất lượng hả? Đúng rồi. Như này sao? Em biết đâu. Như này em có bước không? Này đâu có chuối nào như vậy đâu. Có. Không có chuối này như vậy hết. Có mà. Có chuối nào. Chúa mới vô tôi ở vô tôi là mấy người hay đi ra đường đội nón kết á, bóc họ anh luôn. Đội nón kết với cả mặc cái áo trắng á, mang quần jean, mang dép. Ừ. Tôi hết mấy người con gái như vậy. Ờ à, tôi đơn giản mà, tôi bữa mới rủ Doraemon đi xem phim xong. Em để em cắn à. Ờ quan ăn chuối ăn không? Chuối là bị ngon. Bự nữa. Bự quá tôi nếm giờ.
giờ nó vừa cái mỏ rộng lên nè. Này chú các bạn à, cho tôi á, chú gì ông Mỹ gì á. Đúng rồi. Đúng rồi. Lột qua giùm anh. Bóc qua giùm anh chứ em cười gì vậy? Em cười gì vậy? Em cười gì vậy? Cái quan trọng cười thì tự nhiên bóc cái chuối anh nhờ em bóc giùm anh mà. Em cười gì? Tí nó là em cười gì? Có cái chuối thôi chứ có gì đâu. Cái chuối hơn bự không? Đã không? Không lấy không? Chuối này chuối đó, đó em biết chuối, chuối Nhật Bản là chuối Trung Quốc. Hay chuối Việt Nam? Chuối Nam mà vậy à? Chuối ta à? Tây bự. À là bự cỡ nào cho xem nè. Em diễn tả thôi. Dạ, ý nó là em diễn tả là chú nào bự cỡ nào, bự không ăn ở không ăn ở hả mi? Alo nghe bạn gì bạn, tụi bay ngoài phố hả? Tụi bay đi chơi đi đâu trời?